Namu Buddhaya Namo Con kính đảnh lễ ông Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ông Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ông Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ với ông Đức Tăng, kính lễ với tu nữ, kính chào với anh chị. Con xin phép được tra bài câu pháp cú số 121. Mất ba mạnh về tha bà ba sa na mằng tằng à gamit sa tí u đa bình đu ni bà tề na u đa cùng bồ đi bù ra ti bà lô bù ra ti bà ba sa thù ca thù cầm đi à chi nằng mất ba mạnh về tha bà ba sa na mằng tằng Agamit sati uda bình đu ni bà tề na uda cùng phổ bi bù ra ti bà lô bù ra ti y bà ta sa thù các thù cầm đi a chi mừng một ba man ni tha ba ba sa mang tang Agamit sati uda bình đu ni bà tề na Ô đa cung phô bi bô ra tê bà lô bô ra tê bà ba sa thô ca thô cam bi a chi năng chớ chơi khinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần bản dịch của hòa thượng Minh Châu Mầm ba manh nhi a ba ba sa na mang tang a ra min sa ti u da bin bo ni pa ti na u da kum pho vi pu ra ti pa lo pu ra ti pa ba sa tho ca tho cam bi a chi nang mất ba mạnh về tha bà ba sa na mằng tằng à gamit sa ti u đa bình đu ni bà tề na u đa cùng phổ bi bù ra ti bà lô bù ra ti bà ba sa thù ca thù cầm bi à chi nằng nước rơi từng giọt giọt thôi lo ngày chạy tháng đến hồi tràn lu chút chút việc ác mặc dù ngày qua tháng lại người ngu ác đầy khổ thơ của hòa thượng Giới Đức và kính dân nước này vào tràng dạ nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con kính đảnh lễ thượng cộng minh hạnh kính lễ với cô tu nữ kính chào với anh chị đang đọc chị Nhật mình chị Rạng Đông và Hải Minh cho biết tín hiệu nghe rõ con xin trả bài câu kinh pháp cú số 121 ạ mập ba manh nhê thà ba ba sa na măng tăng a gà mi sa thi ô đa bình đô ni ba tê na ô đa cầm vô vì vô ra ti bà lô phu ra ti ba ba sa thô ca thô căng bì a chi năng mập ba manh nhê thà ba ba sa na măng tăng a gà mi sa ti u đa bình đô ni ba tê na u đa cầm vô bì vô ra ti bà lô pu ra tỳ ba ba sa thô ca thô căng vì a chi năng chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước giỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu mà bấm manh mập ba manh nhê thà ba ba sa na mang tăng a gà mi sa ti u đa bình đu ni ba tê na u đa cầm bô kỳ pu ra ti bà lô pu ra ti ba ba sa thô ca thô căng vì a chi năng nước rơi từng giọt giọt thôi lâu ngày chạy tháng đến hồi tràn lu chút chút việc ác dù ngày qua tháng lại người ngu ác đầy đó
là vỗ thôi của Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã kể xong, cô xin gửi mic cho đạo tràng ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Phật Trần Đạo. Năm mặt hai dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính vừa quan tâm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhục Quỳnh chào đạo tràng. Dạ Nhục Quỳnh thấy tín hiệu của cô tu nữ thăm má cho tí, cô có thể cầm mic không cô? Nếu cô có thể cầm mic thì Nhục Quỳnh xin nhường mic. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có chuẩn bị chưa? Có đứng chỗ một nào yên ắng chưa thì có thể đưa bàn tay, thì Nhật Quỳnh cũng xin nhường mic. Dạ cô tu nữ thăm má cha rí có cầm mic không ma cô, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. À, Nhật Quỳnh xin nhường mic cho cô ạ. À, năm học bích hai dạ. Dạ không, dạ rồi Tâm Pháp sẵn sàng chưa? Dạ cảm ơn Quỳnh quá thành á, Nhật Quỳnh không có thấy tín hiệu của cô. Dạ cảm ơn Quỳnh. Dạ, trong khi chờ đợi Tâm Pháp, nhà Nhật Quỳnh xin được công bài trước ạ. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Mặt ba màn nhẹ tháp bà ba sa na măng tăng a mít cha ti u ra bình du ni bà tề na na u đa khum bồ phô vi bù ra ti bà lô bù ra ti bà bát sa thô ca thô căng bi a chi năng mập ba bành nhề thạc bà bà sa na măng tăng a ga mít sa ti u đa bình du ni bà tề na u đa khum phô vi bù ra ti bà lô bù ra ti bà bà sa thô ca thô căng bi a chi năng mập ba mành nhẹ thạc bà sa na măng tăng a ga mít sa ti u đa bình đô ni bà tề na u đa khum phô bi bù ra ti bà lô bù ra ti bà sa thô ca thô căng bi a chi năng chớ khinh khi điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Dạ đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mập ba banh nhê thà ba ba sa năng nam ăn tăng a gà mít sa ti ủ đa minh đu nị ba tê na ủ ra khum phô bị bu sa ti bà lô bu ra tỳ ba ba sa thô ca thô căm bị a chi năng nước rơi từng giọt giọt thôi lâu ngày chảy thánh hồi tràn lưu chút chút việc ác mặc dù ngày xưa ngày qua tháng lợi người ngu ác đầy. Dạ đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức, còn thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thủ bằng tay Quỳnh Quát Thanh Á. Dạ Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh ạ. À, dạ sa thu sa thu lành thầy, kính cảm ơn xin Nhật Huỳnh. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Khai, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đà hữu trong room. Dạ con xin được kể pháp cú số 121. Dạ kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên Xích Nhật Thủy, Xích Hoa Nguyệt cho biết nghe rõ. Mappa manye tha pa pa sa na man tang agami sati uda bindu pit pa te na uda kumpo pi purati balo purati pa pa sa toka tokam pi a chi nang mappa manye tha pa pa sa na man tang agami sati uda bindu ni patena uda kompo pi purati
bà lô phù ra đi bà bà xa thô ca thô cam pi a chị năng chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần bản dịch của ngài Minh Châu nước rơi từng giọt giọt thôi lâu ngày chảy tháng đến hồi tràn lu chút chút việc ác mặc dù ngày qua tháng lại người ngu ác đầy bản của thơ của ngài Giới Đức và Nam Mô Phật Thà nhé dạ con xin được xin mít và kính mời xích ra nhật huỳnh Alo, xin Nhật Huỳnh, kính mời xin Nhật Huỳnh cầm mic nha. À, bắt đầu ta không thấy. Dạ. Yeah. À, thấy giờ thích giơ tay, kính mời xin. Dạ, thay tay giờ rồi mời Quỳnh Thịnh Pháp Sư luôn, mời Quỳnh xuống mic. Dạ, năm mô bà giá. Dạ, cảm ơn Răng Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ sa thú lành thai, Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, cô nghe Pháp Sức Trần Đông, cô Ái Minh, Sức Trần Đạo Vinh Quách Hà Na. Dạ, đã hoàn hệ gia đình kệ kinh. Dạ, bây giờ thì đạo tràng, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đăng tâm thanh tịnh cung thịnh Pháp Sư ạ. À. Nam Mô Bích Hà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sân Khà Dạ. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tặng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn độc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tâm giới thừa ân phổ cập tám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nam mô bích tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cứu kinh số 122. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Quỳnh đã cho bài học. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Đại Đức Pháp Tính có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, con khi cho con xin một tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui tiếng quát. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào
quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 122. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Quát mình nhề thác buồn nhát xác, mà quát mình nhề thác buồn nhát xác, mà quát mình nhề thác buồn nhát xác. Nam măng tăng a gấp mít sa tí, nam măng tăng a gấp mít sa tí, nam măng tăng a gấp mít sa tí. U đáp bình đúc ni ba tê na, u đáp bình đúc ni ba tê na, u đáp bình đúc ni ba tê na. U đắc cùng phồ bi bù ra tì, u đắc cùng phồ bi bù ra tí, u đắc cùng phồ bi bù ra tí. Thì rồ bù ra tí buồn nhát xác, thì rồ bù ra tí buồn nhát xác, thì rồ bù ra tí buồn nhát xác. Thô các thô căn biết a chí năng, thô các thô căn a chí năng, thô các thô căn biết a chí năng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ ma quát mình nhề thác, có nghĩa là chớ xem thường, hay là không nên xem thường. Ở đây thì Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là chớ chê khinh. Chúng ta chớ chê khinh hay là chớ xem thường cũng được. Kế tiếp thì chúng ta có một cái danh từ rất là quen thuộc, buôn nhát xác. Buôn nhát xác có nghĩa là phước, phước thiện, phước hay là phước thiện. Buôn nhát xác. Ná có nghĩa là không. Ná có nghĩa là không. Măng ở trong cái trường hợp này thì là có nghĩa là xuất phát từ đại từ á hăng. Vậy thì tôi hay là ta? Ta mình. Tăng trong trường hợp này nó xuất phát từ đại từ tác, có nghĩa là ấy. Tăng có nghĩa là ấy. Ấy nha. Agamisti, cái động từ này được chia theo thì tương lai, ngôi thứ ba số ít. Ngôi số ba số ít nha. Agamisti có nghĩa là sẽ đi đến hay là sẽ đến. Sẽ đến. U đắp bình đúc nít bà tê ná, u đắp bình đúc nít bà tê ná có nghĩa là nhỏ xuống từng giọt, nhỏ xuống từng giọt.
đá, u đá có nghĩa là nước, binh đú có nghĩa là giọt, niết ba tá rơi xuống, rơi xuống. Thành ra chúng ta ghép cái liên từ này lại thành u đá binh đú niết ba tê ná, là được chia theo sử dụng cách số ít. Nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, mình khỏi ghi giọt nước ha, nhưng mình biết rồi, làm theo ha. U đá cung phô, u đá cung phô cũng là một cái học từ. U đá cung phô có nghĩa là bình nước, cung phô hay là cung phát là cái bình, u đá là nước. Hai cái danh từ này được ghép chung lại thành một cái học từ, chia theo chủ cách sử thành ra trở thành u đá cung phô, có nghĩa là bình nước. Bình nước, bí, ngay cả, bí có nghĩa là liên từ, bí trong cái trường hợp này là liên từ, ngay cả. Bu rách tiết, bu rách tiết, bu nghĩa là tràn đầy. Bu rách tiết, tràn đầy. Bu rách tiết, tràn đầy. Thi rô có nghĩa là bậc trí. Thi rô có nghĩa là bậc trí. Bu ra tí thì chúng ta vừa biết rồi, bu ra tí chúng ta vừa biết rồi, bu nhắc xá phước hay là phước thiền chúng ta cũng đã biết rồi. Thô cát thô căng, thô cát thô căng, thô cát thô căng có nghĩa là từng chút từng chút. Thô cát thô căng, từng chút từng chút. Thô cát thô căng nha quý vị. Thô cát thô căng chứ không phải là thô căng thô căng. Thô cát thô cát thô thô căng, thô cát thô căng có nghĩa là từng chút từng chút. Biết có nghĩa là ngay cả, ngay cả. A chí năng có nghĩa là tích lũy, tích lũy. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Từ vựng ngày hôm nay thì bài học ngày hôm nay dài, nhưng mà những từ quen thuộc với chúng ta rất là nhiều, thành ra chúng ta đã đi qua rất nhanh. Ma quá mình nhề táp buồn nhát sát nắp măng tầng a gá mít sát tí u đắp bình đúc ní bà tề ná u đắp cùng một viết bù rát tí thì rô bù rát tí buồn nhát sát thô cát thô cằn viết a chi năng, có nghĩa là chớ chê khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn, người trí chứa nhiều thiện do chất chứa dần dần. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì cảm ơn Phật tử Gái Minh rất nhiều đã post bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện về theo dõi. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tề Quyền đã quan lâm. Giờ đây thì chúng con đã thức nghĩa phần từ vựng rồi, nên con thay mặt hội chúng ở Trung Lâm xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng viên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Quốc Kinh số 122. Và con xin thỉnh cung thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền. Và không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không, mà thỉnh Thượng Tọa. Và xa thú, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng ta kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại Đức Pháp Tính, đại Đức Nguyên Thông, cùng Sư Tôn Đức Tăng Đa hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhavantang Apiwade miswa kato fakawata tamo tamang namasa misupatipano fakawato savakasanko sankhang namami. Đại chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức tam bảo.
là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhân của Đức Tam Bảo, do hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Thầy Giả. Câu pháp cú này thì nó đối lại cái câu pháp cú của 221. Một điều là chớ khinh việc ác, làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy, đâu ngờ hôm nay. Thì cũng như thế, chớ khinh điều thiện cho rằng chưa đến mình. Như nước giỏ từng giọt, rồi cũng đầy tràn, người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Thì kính thưa quý vị, đây là cái câu pháp cú mà Đức Phật ngài khi ngài ở tại Xá Vệ nói đến cái câu kể về coi như là do trưởng khố chân mèo bên Lá Ba Đá Cá khi Đức Phật xin lỗi khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên. À, đúng là chị Viên ở Xá Vệ, Xá Quá Thi ở Xá Vệ. Thì dân Xá Vệ chia ra từng nhóm đi cúng dường Đức Phật. Và khi hồi hướng công đức, Thế Tôn mới bảo các cư sĩ trên thế gian này đến ai bố thí và khuyến khích người khác bố thí. À, thì kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản. Nhưng có phước báo nhưng không có nhiều cái người theo. Đại Đức Minh Thông nghe không được, quý vị nghe được chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn Quang Nguyệt, cảm ơn Quốc Thanh Á cùng đại chúng. Thì kính thưa quý vị, trước khi chúng ta khuyến khích người khác bố thí, những ai mà khuyến khích người khác bố thí thì sẽ cướp, khi một chút sau mình có phước báo về tài sản và mình cũng được nhiều người coi như là bè bạn, nhiều người theo mình. Mà nếu như mà mình không có bố thí mà khuyên người khác bố thí thì đời sau không có cái gì hết. Cho nói nếu mà khuyên người khác bố thí mà mình không có bố thí thì đời sau mình không có cái gì. Như điều mà mình chỉ đông đảo người thân bè bạn, như điều mà lại là không có điều đầy đủ cái điều kiện. Còn người mà không bố thí mà cũng không có, không khuyên người khác bố thí nữa đó, thì rất là nguy hiểm. Mà những ai mà bố thí mà rủ rê người khác hùng góp và bố thí nữa thì đời sau chúng ta sẽ nhận được vừa có phước báo mà vừa có nhiều cái người người bạn bè hay là người tùy tùng hoặc là người nhiều thân chú với chúng ta. Thì mọi người nghe Đức Phật nói như vậy liền phát tâm cúng dường và thỉnh Đức Phật ngày mai cùng với đại chúng tăng. Thì rồi có một cư sĩ đi vào làng khắp nơi kêu gọi tại chỗ, kêu gọi tất cả những người dân làng để cúng dường. Thì người lo cái thức ăn này, người lo cho tỳ kheo kia, vân vân, từng người từng phần như vậy. Một trưởng khố thấy cư sĩ đến tiệm của mình thì ông ta cho rằng thay vì anh ta mời một số tỳ kheo theo sức mình, nhưng có người mời đông đủ rồi khuyên cả làng cúng dường, nên anh ta nổi giận. Tuy vậy ông ta vẫn bảo cho người mang bình tế rồi tới, rồi ông lấy một nhúm gạo rồi cho một, trong đó tức là cho một ít thôi cho cư sĩ, một ít thứ đậu, một ít thứ gạo, vân vân. Thì chừa là một gốc. Thì cư sĩ mà đi mà kêu gọi đó, là ông ta thấy ông này cho ít quá thì thôi, thế là ông ta nhường lại cho cái người khác. Ông trưởng khố này ông keo kiệt như vậy, nhưng ông cũng sanh cái tâm nghi, biết này ông có làm xong rồi ổng có thật sự là ổng mình cho ít quá ổng có làm hay không. Và ông ta kêu tiểu đồng đi theo, thì ông ta đi đi theo thì thấy cái người cư sĩ này cũng chia những cái
những cái hạt đậu, những cái miếng dầu, miếng ít vào trong bát cho tất cả các vị. Và ông ta cũng nói đến cái nguyện, cái phước báo đến cho ông trưởng khố nghe, ông trưởng khố này, trưởng khố chân mèo này. Thì cái người làm này về mới kể lại cho ông ta nghe. Thì ông trưởng khố vẫn hầm hực. Nếu mà ông cái cư sĩ này mà nói cho người ta nghe đó, thì ông ta sẽ đánh, đánh cái người người kêu gọi này. Thì một ngày kế trưởng khố biết giấu cái dao trong người mình đi đến, đi đến ngay cái trai đường để cúng dường chư tăng và đức Phật đó. Thì đi đến thì người cái cư sĩ đó đó mới bạch với Thế Tôn, đây là những là điều mà con đã kêu gọi họ đến để cúng dường đến đức Phật cùng chúng tăng theo từng khả năng của mọi người, và nguyện chia điều phước báo đến tất cả mọi người. Không có riêng người ít người nhiều gì cả, mà tất cả mọi người, xin Đức Phật Ngài hãy cùng với đại chúng tăng hãy nguyện phước cho tất cả mọi người đều đồng đều phước báo. Thì trưởng khố nghe mới giật mình, à thì ra mình đã hiểu sai, hiểu lầm một cái người này nhiều. Nếu như mà mình mà có cái tâm như vậy thì rất là tệ hại, và mình phải xin lỗi. Nếu như không thì có thể mình sẽ bị nhiều cái hình phạt tới. Và ông ta mới xin lỗi cái người cư sĩ và xin được hãy tha thứ, hãy bỏ qua cho cái lỗi lầm của ông ta, nghĩ ác xấu về cái người cư sĩ mà này đi vận động mà đi báo trình cho tất cả mọi người như thế. Thì cái việc nó đến Đức Phật, Đức Phật nó mới bảo này, đệ tử đừng bao giờ xem một việc thiện nhỏ của người ta, bảo rằng đó là việc mọn. Người trí tạo công đức trong một thời gian dài nó mới đầy đủ công đức, như một bình miệng nước, như cái bình nó được được mở đầy nước. Thì quả thật cái ông trưởng khố này, ông nghĩ rằng có chút xíu thôi, nhưng điều với mấy cái người này liệu mà có làm hay không, người cư sĩ này có làm hay không. Nhưng quả thật chúng ta thấy một công đức nhỏ thôi, như Đức Phật này cũng trưng dụng, Đức Phật này cũng tán thán, Đức Phật này cũng ghi nhận cái công đức đó. Thì bắt đầu ngày mới từ cái chỗ đó Đức Phật này nói lên cái bài kệ á, chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi cũng tràn đầy bình, người trí đầy thiện đức do chất chứa dần dần. Quả thật ở trong cuộc sống này, nếu như chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng, điều thứ nhất, thường thường chúng ta làm cái việc gì đó, tức là chúng ta tổ chức cúng dường, trai khí cúng dường như thế này như thế kia, mà chúng ta không có mở một cái tâm lớn cho người ta, tất cả ai cũng muốn hùng góp thì hùng góp, cái chuyện đó là chuyện của người. Nhưng còn riêng về mình thì mình cứ làm theo cái khả năng và trách nhiệm của mình. Mình chia cho người ta không phải là mất cái phước, chúng ta nhớ như vậy, mà mình chia cho người ta có nghĩa rằng như là đèn thắp sáng lên, đó là một việc. Việc thứ hai đó, mình khuyến khích, mình thấy người ta làm mình lại cùng làm, hay là mình chủ động mình làm và kêu gọi tất cả những người khác. Và cái điều này thì đó là cái phước duyên. Có nhiều người nói người ta nghe, có nhiều người nói người ta không nghe, cái đó là cái phước duyên đó quý vị. Người ta nói sống là nó có cái miệng mình dẫn động mà kêu gọi. Ta nói một tiếng á thì được một tiếng. Cái điều đó là do tâm của cái người vận động đó, và cũng do cái phước của chung tất cả. Mà đặc biệt cái người vận động đó cũng phải có cái phước mà làm sao mà nói mà thuyết phục được người ta, mà nói để người ta tin mình, nói để người ta có thể cùng với mình làm. Thì cái điều này, đây là một cuốn phước, cũng chúng ta gọi là cái lời khẩu, hay là gọi là cái khéo nói. Ở trên cuộc sống này á, là kính thưa quý vị, nhiều nhỏ nó góp lại thành to, góp gió thành bão. Có một việc, những cái việc Phật sự nó lạ lắm. Ít có khi một người đứng ra mà nó lại thành tựu mà nó thành tựu
từ đầu đến đuôi cho cái chuyện của một người. Mà ở trong cuộc đời này, nó người ít người nhiều, người công người của, tạo nên một cái duyên sự lớn cho một tổ chức, cho một hội chúng, cho cái việc Phật sự, ngay cả chuyện tục sự cũng vậy. Nó cần một cái nhiều bàn tay. Rừng xanh do bởi nhiều cây, thành công do bởi nhiều bàn tay của mọi người. Thì từng chút đó, chúng ta đừng có xem thường. Mà những cái giọt, những cái cách làm phước hay là những cái điều nhỏ, những điều rồi nó cũng sẽ tràn, nó cũng sẽ đầy. Mà cái câu pháp cứu kinh này rất là tuyệt vời đó đó, cũng như là câu pháp cứu kinh số 121 á: chớ khinh việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Cũng như nước từng giọt, từng nước kia từng giọt giọt thôi, khe mưa trong nẻo đến hồi thành sông, chút chút việc thiện nhẹ lòng, mãi kia vô lượng hư không cũng tràn. Đây là rất là hay. Mà như thế, nhưng phải nói như thế này, cái mà chúng ta ít đó mà chúng ta làm so với cái mà chúng ta có ít thì cái phước quả nó khác. Còn cái mà chúng ta vì một cái việc mà keo kiệt bỏng sẻn thì nó là một chuyện khác nữa. Chứ phải mình có nhiều mà giờ mình làm ít, mình cho cái đó như là nó là một chuyện rất là lớn, thì cái đó do cái tâm của chúng ta thôi. Mà thường thì mình cứ nghĩ rằng á, mình tu ý, mình làm phước ít quá như là giọt nước, giọt nước coi như là đổ ra, nó không có cái thấm thía vào đâu. Nhưng cái thưa quý vị, nó cũng có còn hơn không mà. Đó là một việc. Còn việc thứ nhất, ở đây nói tới cái tâm của con người. Cái tâm con người của mình là thường bỏng sẻn, chấp thủ và bỏng sẻn. Khi chấp thủ và bỏng sẻn như vậy đó, cái đồng tiền, cái bát gạo của mình coi như bánh xe bò lớn như lắm. Cho nên vì vậy, nếu mà người ta bỏ ra thì người ta cảm thấy rất là đau lòng, đau ruột. Đó là những người có cái sự keo kiệt bỏng sẻn. Còn quả thật, nếu chúng ta làm cái việc phước, chúng ta sẽ tuy thế nó mất, nhưng điều mà nó lại không có mất. Bởi vì nếu người đã làm điều thiện hãy tiếp tục làm thiện, người tích thiện trữ thiện chắc sẽ được an lạc. Mà câu pháp cú mà những cái câu đầu á, nay vui đời sao vui, người làm phước sẽ hai đời vui, vui thế mình làm thiện sanh thiện thú vui hơn. Trước kia chúng tôi đi làm việc từ thiện á, bố thí, hoặc là chúng tôi đi ở các cái nơi nghèo khổ nó nhiều, có một số Phật tử họ đọc lên cái câu này, họ nghe họ cảm thấy thích thú. Và cũng chúng tôi cũng nói xuyên qua cho họ về những cái cách này. Mà đừng có nghĩ rằng mình có chút xíu mà, nhưng một chút xíu của mình á, rồi nhiều người góp lại một chút xíu vậy, nó thành một cái lớn. Chúng ta đem đến những cái nơi mà nó, cái nơi mà cô nhi, cái nơi mà từ thiện á, thì nó là cái quý, nếu như những nơi đó ta cần. Như chúng ta thấy là làm cái việc thiện, chẳng hạn như là nấu cơm, nấu cháo đến cho các cái chỗ mà bệnh viện hay là cái người nghèo, những cái sự cần thiết lắm. Họ không có tiền họ uống thuốc, họ không có tiền để mà họ mua thuốc uống nữa, rồi họ không có tiền để mà họ thuê mướn những cái nơi mà để nuôi bệnh hay là ở để ở chăm sóc bệnh. Mà quý vị biết, khi một miếng cơm, một cái miếng áo, một vật sử dụng cho chính họ đó, mình chỉ cho họ một chút, một cái cục xà bông, một cái miếng xà bông cho họ mừng vô cùng. Rồi mình cho họ một miếng cơm, miếng cháo thôi. Bởi vì đâu phải là một ngày một bữa trị bệnh,
họ trị nhiều khi cả vài tuần lễ, mà cơm nước ở thị thành này nếu như không đúng chỗ, không đúng nơi thì nó đắt vô cùng. Rồi những người nghèo khổ từ phương xa họ đi về nơi thành phố để mà họ điều trị bệnh đó, thì tiền cũng giới hạn, điều kiện cũng giới hạn. Cho nên vì vậy mình cho đó mà cảm thấy nó ấm lòng vô cùng, nó hoan hỷ vô cùng. Mình gửi tới, mình cho tới những cái chỗ mà nó rất là đáng, nó rất là đúng. Một bữa cơm, một miếng cơm, một miếng cháo, thì chúng ta nghĩ rằng có một miếng cơm, miếng cháo nó có gì đâu. Những người, nhiều người cứ dành bớt ra một miếng cơm, miếng cháo của chính mình, thì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ cho nhiều người mà có nhiều hoàn cảnh khổ đau, vân vân. Thì thường cho một cách trực tiếp chứ không có giao ở một cái nơi nào hết. Cần chúng tôi đi trực tiếp như vậy và những Phật tử ta thấy như vậy, người ta rất là hoan hỷ, ta rất là vui. Thì chúng tôi mới nói là nay vui đời sao vui. Khi mình làm phước á, thì cả hai đời vui. Bởi vì sao? Khi mình thấy người ta nhận được một miếng cơm mà người ta rất là mừng, người ta rất là quý. Hay là khi mà chúng ta đi những cái lúc mà bão lụt, khi những lúc mà gặp những cái điều mà nó khổ đau, thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đừng có đổ thừa cho là phải quốc gia, phải đất nước như thế nào cả. Mà bây giờ mình cứ thấy cái cảnh khổ là chúng ta làm việc phước đi. Chứ chờ ai đây? Chờ ai đây? Dạ, thì đó là cái cách như vậy. Chứ đừng nói chim là chúng ta cúng dường để cho đến đại chúng tăng, chúng ta cúng dường đến Tam Bảo, thì cái phước đó này càng cao cả hơn hết. Bởi vì cái gọi là Tam Bảo mười phương, hay là cái tài sản của Tam Bảo á, là tài sản lớn, nó là phước báo ba đời của tất cả chúng ta góp vào một cái hộ đạo cho Tam Bảo, hộ pháp cho Tam Bảo và hộ tăng để giữ gìn nguồn mạch của Tam Bảo, vân vân. Thì cách mà làm việc làm phước cúng dường nó rất là lớn, từng chút chúng ta làm. Mà thường thường cũng như nói là mỗi ngày một việc thiện, mỗi ngày một việc lành, nó rất là tốt đẹp. Bởi cái người mà quốc giáo họ có cái phước hơn người mình. Mỗi ngày của người quốc giáo, trước nhất họ đến một cái bàn thờ Phật, họ làm lễ Phật, sau đó họ xuống họ cúng dường đến cho đại chúng tăng một cái bánh củ khoai hay một miếng cơm, miếng đồ ăn gì đó. Họ làm được cái việc phước mà cứ hàng ngày như mỗi ngày, từng chút vậy mà nuôi dưỡng nguồn mạch của tăng già. Cũng như chúng tôi được biết cái người dân Miến Điện khổ, ở lúc họ cũng nghèo, đặt bát cúng dường từng muỗng cơm, muỗng cơm, muỗng cơm. Nhiều nhà và nhiều người thừa bát nó cũng đầy, chứ tăng rất là đông, nhưng điều rồi cũng sẽ đủ cơm và vật thực để mà các ngài nuôi dưỡng cái thân tâm của mình. Thì chúng ta thấy chút chút thôi, nhưng điều mà cái việc đó là được làm một cách xuyên suốt, từng chút như việc làm đó được trải qua, được kiến tạo, được đầy đủ, được tốt đẹp, thì còn gì bằng, chúng ta cũng còn gì bằng. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta hiểu biết được cái Phật Pháp ấy, thì bất cứ chuyện gì, dù lớn, dù nhỏ, dù xa, dù gần, chúng ta cũng biết trân quý. Và hãy nhớ rằng đây là một điều mà lần như cái thuyết pháp vừa rồi, thuyết cái chùa chúng tôi cũng báo cho Phật tử biết một điều, hôm nay cũng nói cho quý vị, người có phước mới được làm phước, người có phước mới được bố thí cúng dường, hay người có phước mới được làm phước, chứ không phải làm phước mới rồi có phước. Quý vị nhớ nghe chúng tôi nói rõ, người có phước mới được làm phước. Bởi vì trước nhất
cái phước thì có thể có cái phước vật, có cái phước điều kiện, họ có cái phước duyên ngay lúc đó để làm. Chứ còn chúng ta có cái duyên làm, có cái duyên thuận duyên làm phước đó, nhưng lúc đó điều kiện chúng ta không có cũng làm phước được. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm phước mà không có cái điều kiện, không có cái duyên, cái đối tượng hay là cái dư khởi để chúng ta làm, thì chúng xem như chúng ta cũng có phước. Cho nên chúng ta vừa có điều kiện mà nó hữu duyên để chúng ta tạo nghiệp phước, thì thế là chúng ta quá có phước. Quý vị không biết quý vị nghe rõ chúng tôi nói không? Nếu như mà mình có điều kiện nhưng không có cái duyên để cho mình làm thì cũng bỏ tay. Mà bây giờ có cái duyên làm phước nhưng mình không có điều kiện làm phước thì phải nói lại càng khổ hơn nữa. Cho nên dầu cái điều kiện nào chúng ta có phước thì nên làm phước. Đó xem như đó là một thiện duyên của chính mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã làm rồi. Chúng ta luôn luôn cho rằng mình đã làm rồi thì người đó phải nói chưa hiểu Phật Pháp, chưa hiểu được cái giá trị phước báo của cái chuyện phước báo nó nhiều. Nếu người đã làm điều thiện hãy tiếp tục làm thêm. Cái chỗ này nó quan trọng. Bây giờ đó mình thấy cái vật đẹp, vật tốt đó, mình có một, và mình muốn có cái thứ hai nữa, có cái thứ ba nữa. Ai cũng bị cái bệnh này hết. Như điều mà chúng ta làm phước, chúng ta không có làm thêm thì làm sao mà có. Mà nếu như chúng ta làm, mà kính thưa quý vị, ngày hôm nay dầu gì, dầu ở xa ở gần, ở trong ở ngoài nước, chúng ta không đến nỗi chúng ta, xin lỗi chứ, một miếng cơm, một cái kẹo, một cái bánh, cho nên chúng ta không làm phước nổi à. Cái điều nói này mình không tin. Nói ra không tin. Chúng ta đừng có nói làm cái việc phước gì lớn lao lắm. Đó là chuyện đơn giản thôi. Nhưng đòi hỏi cái người có cái tâm hay không. Chứ chưa nói tới cái Phật. Cái tâm của con người đã khởi sanh lên là một điều khó. Bởi vì á, vì cái chàng bỏn sẻn mà cái tâm mà bỏn sẻn mà xuất hiện á, thế nó bị nhiều cái điều kiện. Tôi nghèo, Phật của tôi mọn, cho nên thôi không ai tôi quan trọng cái chuyện của tôi. Tự chúng ta đã tự coi như là tự ti mặc cảm, rồi tự chúng ta bỏ qua cái điều kiện của mình. Sự thật ra cúng này, cúng Tam Bảo, cúng Phật, đừng có nói rằng ai lớn ai nhỏ gì trên, mà cái tâm con người nó là lớn nhất. Cái tâm thí nó lại là lớn hơn cả vật thí. Nếu như chúng ta vừa có tâm thí vừa có vật thí lớn thì quá tuyệt vời. Nếu như chúng ta không có được cái vật thí lớn mà chúng ta có cái tâm thí lớn thì cũng làm cho quả lớn. Đó. Cho nên vì vậy khi mà hiểu biết thì chúng ta biết dạy điều phục, dạy dỗ cái tâm của mình. Cũng như hãy quan hỷ tùy hỷ. Cũng như nếu ngay lúc đó mà chúng ta không có cái điều kiện để chúng ta làm phước thì chúng ta hãy hoan hỷ tùy hỷ cùng làm việc phước với chính họ bằng công, bằng sức của mình, vân vân. Chứ bây giờ tự nhiên cái mình thấy người ta làm, cái mình không làm, cái mình cảm thấy bị tủi hổ, mình cảm thấy bị mắc cỡ, mình cảm thấy bị buồn cho mình, à thì tự chúng ta đã nhốt hẹp cái sự khổ đau của tâm hồn của mình. Con đường sinh tử này không ai hơn ai. Người ta thấy mình, thấy người ta khôn, mình thấy người ta giỏi, mình thấy người ta giàu có, mình thấy người ta đẹp đẽ. Hiểu biết Phật Pháp không có khởi gửi tâm ganh tị, mà phải tự cảm, phải tự hiểu với chính mình tại sao mà mình bị như vậy. Bởi vì cái tâm của mình nó ti tiện, nó hẹp lượng quá. Nhiều khi mình tu, mình dạy cái tâm mình được đó quý vị. Bây giờ mình ganh tị với người ta, mình cũng đâu làm được cái gì người ta đâu. Mình nói xấu người ta, mình hại người ta. Người ta có cái phước là không hại được. Vì nhớ, người ta có cái phước thì mình không hại được. Mà nếu như
cái phước nó che chở rồi, thì tận như chúng ta không hại được họ, chúng ta ganh tị như vậy tự chúng ta hại chúng ta, đã đau khổ lại càng đau khổ hơn, ngu si lại càng ngu si hơn, nghèo khổ lại là càng nghèo khổ càng thống thiết hơn nữa. Đừng bao giờ hãy bỏ cái tâm tệ hại, đó chính là cái gì xấu xa của chúng sinh, đó chính là ganh tị và bỏng xẻng, chấp thủ, đó chính là một cái tâm tệ hại vô cùng mà nó luôn luôn ngự trị ở trong tấm lòng của tất cả chúng ta. Cái điều này đòi hỏi chúng ta phải biết mở ra cái lòng. Ở trong cuộc đời này á, cái làm hay nó không bằng làm hoài. Hằng ngày như mọi ngày chúng ta biết tạo công đức nhỏ, hàng ngày như mọi ngày chúng ta biết nghe pháp, chúng ta biết đọc kinh, chúng ta biết tham thiền, cứ 10 phút, 15 phút, 20 phút, nửa tiếng đồng hồ gì đó, cũng như mọi ngày quý vị vào room được nghe pháp thì rồi thì chúng ta sẽ quen. Hay là đầu tiên thì không hiểu gì về Phật pháp hết, đến nghe từ ngữ thôi cũng đủ là chớ giới rồi. Rồi quý vị đọc cái tiếng Việt thôi mình cũng đã suy nghĩ coi như là chớ giới rồi. Nhưng điều tới ngày hôm nay quý vị còn đọc được tiếng Bali, còn kể kinh được mà. Có phải như vậy không? Chúng tôi nói hoàn toàn là đúng với sự thật mà. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quả thật như vậy, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đông hờ hôm nay. Từng chút, cái gì cũng vậy. Trước lạ sao quen, mưa dầm thấm đất. Đầu tiên chúng ta nghe cái từ ngữ nó lạ, rồi thì nghe nhiều nó quen, mới hiểu. Bây giờ nói cái sự gánh tị là gì không cần thiết phải giải thích, bỏng xẻng là gì không cần thiết phải giải thích, hay là tham sân si, hay là giác ngộ giải thoát, đó là giải thoát cái gì, giác ngộ cái gì. Chứ hoàn toàn vô, đầu tiên ai cũng vậy, nghe cái từ ngữ cũng đã là lạ rồi, chứ đừng nói chi mà đọc kinh tiếng Bali. Cũng như có một người, không số người Phật tử khi mà đọc được Bali không, mà đọc được kinh Tam Bảo họ mừng quá, họ khóc thì đọc xong họ khóc, tôi không hiểu khóc cái gì. Cái đó thực sự khi con mới đến chùa con đọc kinh đó, con ước mơ mai sao con đọc kinh Bali được tiếng như mấy sư vậy đó. Cái rồi khi mà sư kêu bắt đầu dạy cho con kinh tụng học đó, thì con nghĩ là chắc con không học đâu, chứ con này cũng lớn tuổi rồi, cũng 50 mấy, gần 60. Đến khi bắt đầu dạy từ từ chậm chậm cho Phật tử, đến khi họ đọc được thì họ đọc xong. Khi họ đọc bắt đầu chư tăng đọc kinh chiều xong, họ tới họ đọc kinh, họ đọc xong mình thấy họ khóc, mình cũng giật mình không biết có chuyện gì, thì mình mới biết rằng họ rất là mừng. Không ngờ bây giờ họ đã đọc được, so với năm trước thì hoàn toàn không biết cái gì hết. Thì kính thưa quý vị, đây là cái sự thật trong cuộc đời đó. Mình không có nói nào mà cứ vô học đi, thì giờ không có ai đó chùa chiền, quý vị cứ tới đây xem chùa là cái nhà, việc có sư phụ nhà, có sư trụ trì, có sư trụ trì thì cứ vô, muốn quét, muốn dọn, muốn làm gì làm. Ở chùa chúng tôi dùng những cái khóa, chúng tôi báo cho Phật tử hết biết những cái số đó hết, rồi nó vô chính điện hết, chính điện hay tăng xá hay là phòng khách gì đó, tre đường gì đó là báo khách, ở tháp ở điện gì đó là báo khách. Họ vô tự động họ quét dọn lau chùi rồi đi về. Rồi ngay cả chúng tôi nói cho họ nghe luôn là nếu như mà người ta có cúng dường mà trái cây ở trên đó, mà khi các sư đã để qua một bên rồi thì quý vị cứ tự nhiên mà hưởng cái lộc Phật đi.
chứ cũng cũng không phải cần các sư phải đưa cho những điều mà thường thì họ không có lấy, để các sư đưa. Thì nghe cái chúng tôi nói như vậy đó, quý vị hãy xem, hãy xem cái chùa nó như là cái chỗ mà làm việc thiện việc phước của mình bất cứ khi nào, chứ phải tới rồi chờ mở cửa ra rồi chỉ cái này cái nọ, hoàn toàn có. Rồi cũng vậy, thí dụ như cái ngày chủ nhật rồi tự động họ tập trung tới, họ quét dọn tất cả sân chùa, cây có nó nhiều mà chùa chúng tôi cây nó hơi bị nhiều, phải nói là cái lượng mà chừng 10 người quét trong 3-4 tiếng đồng hồ là hết, nó rộng. Thì đó là chính để họ tới. Thì cái thú vị là từng người ta làm như vậy thì nó mới kết tụ chứ. Chứ còn bây giờ mình cứ nghĩ rằng mà quý vị biết nó dọn dọn suốt, rồi ngay cả cái chùa chúng tôi thôi mà chỉ quét lá là đủ, là có nội công, nội công kham nhẫn cái nội công hàng ngày như mọi ngày vậy đó. Ý là các sư đã quét, được Phật tử quét coi như là hàng tuần, rồi lau chùi hàng tuần luôn. Dạ. Thì cái đó để tự động, tất cả mọi việc đó là mọi cái tự động hết. Dạ. Chứ còn phải mình cứ ra cái điều này ra cái điều đó không cần thiết, mà cái tinh thần phước báo, cái tinh thần làm cái việc thiện là cần như vậy đó. Cho nên từng người từng chút và chính chúng tôi khuyên họ rồi làm các cái công đức, dẫu cho mình có điều kiện hay là không có điều kiện, đến quý vị công quả rồi tới thứ bảy chủ nhật gì đó là chúng tôi sẽ dạy giáo lý cho họ, dạy kinh cho họ, rồi họ được nghe pháp vào những cái buổi sám hối đã nha. Thì nó rất là hay, và đến khi mà họ hiểu được cái Phật pháp và không cần phải lanh quanh như đâu đó, hãy an trụ lại trong tính tự cái tâm của mình, chứ không phải nay tổ chức chỗ này đi tu chỗ này, mốt đi tu chỗ kia. Bây giờ tự quý vị an định lập vị ở trong tâm của quý vị vững chắc, thì nơi nào cũng là ngôi nhà của chánh pháp, nơi nào cũng là tốt đẹp. Nếu như tâm của chúng ta bình, tâm của chúng ta nó an, tâm của chúng ta nó tốt, tâm của chúng ta nó thiện, mà chúng ta biết kính pháp, biết sống với Phật pháp, chúng ta làm sao xem cái việc phước việc lành nó như là người bạn của chúng ta. Nếu có điều kiện mình sẵn sàng giúp cho bạn của mình, giúp cho người thân của mình, nếu như có điều kiện chúng ta có thể thực hiện được là thực hiện. Cái việc làm phước là tùy theo khả năng của mình, chứ đâu phải mà cúng như thế này cúng như thế kia. Hôm qua chúng tôi có một cái người bạn mà trước kia tu, cũng tu, sao mới cần nghe Phật tử nào đó nói sau này có cúng dường, phải cúng như thế này, phải cúng như thế kia. Cái vị đó nghe cũng rất là lạ. Dạ không, không có lớn như tiền biển Phước Sơn đâu. Đây chỉ cần mới có chừng hai mẫu, gần hai mẫu của đất chùa Quảng Nghiêm thôi, nhưng điều mà cái cây cối nó nhiều, cái nơi sinh hoạt của mình thì gần chừng một mẫu, nhưng điều mà lá nó rụng khủng khiếp lắm cho Phan ơi. Quét cho nên là thí dụ như nó gần ba, nó cái không gian nó gần ba lần cái pháp luân nha. Cái nơi mà quét dọn gần ba lần cái pháp luân. Thôi vậy dễ hiểu nha. Thì chứ vì biết nói là phải làm phước như thế này như thế kia, thì họ lạ, họ nói ủa lần tu đâu có chuyện đó, sao giờ nghe sao lạ vậy. Khi bắt đầu điện thoại gặp chúng tôi nói trời đâu có ai muốn làm phước sao làm phước chứ, còn mấy người đó ra cái điều kiện này ra cái điều kiện nọ đó là chính họ làm, họ nói không có đúng nha. Thì cũng vậy đó, thì bé mới giật mình đó, ủa cái đó sao kỳ, cái đó tùy tâm người ta. Thì dĩ nhiên bây giờ nó cũng như thế, tùy tâm người ta chứ, chứ ta phải mà tự động mà cúng kiến mà ra cái điều kiện, điều đó không có. Mà ở đây chính là cái gì, hãy xem cái việc phước việc thiện, bởi vì cái đó là hành trang của tất cả chúng ta. Mà thường thường mình hay bị cái bệnh, đó là cái bệnh gì, cái bệnh tôi không có, đừng có khởi lên như vậy, mà mình hãy quan hệ với cái như chúng tôi đã nói,
mình có phước mình mới được làm phước. Còn đừng có suy nghĩ nó sẽ quả lớn, nó sẽ đối tượng này sẽ chỗ kia, chỗ này, chỗ nọ. Cứ làm phước theo cái tâm quan hệ của mình là đúng nhất, là tốt nhất. Chứ bây giờ hỏi là phải tìm nơi, tìm chốn, chỗ này, chỗ kia. Kính thưa quý vị, đừng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thời gian nó không chờ chúng ta nữa. Điều kiện nó không có, có đến với ta được nhiều lần. Cái điều kiện thuận, cái điều thuận duyên nó không tới với ta nhiều lần. Bởi vì đời sống trong trầm luân sanh tử của chúng ta quá nhiều cái ác bất thiện pháp mà chúng ta chưa trả hết. Tại sao mà chúng ta hiểu biết được như vậy thì chúng ta phải biết trân quý những cái việc thiện mà chúng ta làm. Cho nên đừng có cho rằng à, cái việc này nó quá nhỏ, tôi làm chuyện lớn chứ tôi mới làm chuyện nhỏ. Nói vậy thì không hiểu biết. Cái việc phước nó rất là rộng và lớn lao cỡ chừng nào, và nó cũng rất là bình thường cho những cái tâm, cho những tâm như thế nào thì cái quả phước nó như thế đó. Cho nên ở bất cứ hoàn cảnh nào, là một người đệ tử thì chúng ta cũng nguyện một lòng chúng ta hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng theo khả năng của mình. Và mong rằng chúng ta làm như vậy, đó chính là chúng ta xem ngôi nhà Phật Pháp như là nhà của mình, xem Đức Phật theo giáo pháp chúng tăng như là một cái điều cao cả mà mình cần phải làm, cần phải phụng sự. Và hãy xem cái chùa như là một cái nhà của mình. Chứ đừng bây giờ chùa là chùa, nhà là nhà. À, gì? Bởi vì chúng ta có thể làm được việc gì thì chúng ta làm. Và cái chùa đó phải là một cái tư sản của một ông trụ trì đó, của một ông thầy đó, của một sư đó. Mà đây là tài sản của Tam Bảo. Thì đó chính là cái điều mà tất cả chúng ta, nếu như chúng ta hiểu, chúng ta biết, thì nó sẽ rất là tốt đẹp. Bằng ngược lại thì nó sẽ rất là uổng tiếc cho chúng ta đã đỏ bỏ qua điều kiện, đã bỏ qua một điều như thế này như thế nọ. Thì chúng tôi xin có đôi điều. Anh xin chia sẻ một cái việc làm phước, cái cách làm việc thiện của chính mình, mà để tâm của chúng ta khỏi phải có cái sự phân kỳ, phải khỏi phải cái sự phân ly, hay hoặc là cảm thấy buồn phiền hay cảm thấy khổ đau gì cả. Có một câu hỏi của buông bỏ, làm thế nào có cái tâm quan hỷ trước khi làm phước, để chúng tôi cũng giờ đang nói là phước, nó cũng còn ít thời gian chúng tôi nói luôn. Như vậy có thể dùng, có thể buông. Cái cho ai hỏi cái gì, có thể dùng đúng mấy thời giờ hả? Bây giờ hỏi sẽ làm thế nào một cái tâm quan hỷ trước khi làm phước. Trước nhất là chúng ta dẹp bỏ cái bỏng sẻ của mình, cái keo kiệt bỏng sẻ của mình. Đây là cái tâm mà trước khi chúng ta phải dọn dẹp cái đó, là cái tâm mình nó quan hỷ. Và chúng ta khởi lên cái tâm, tức là như chúng tôi vừa nói đó, mình được có phước mình mới làm phước, mình phải quan hỷ với cái phước của mình làm, để mình tránh đi cái chuyện gì máy thổi gió. Máy thổi gió có, chúng tôi đã có dùng, xin lỗi bông quả, đã dùng cái máy thổi gió rồi. Nhưng điều mà hồi xưa thì mình không biết mua cái máy đổ xăng á, nghe cũng hư luôn, cái máy thổi mà còn hư mà. Và máy thổi gió đó thì cái tâm mình đó, mình trước nhất mình phải buông bỏ cái bỏng sẻn của mình trước. Bởi vì chúng ta coi vậy chứ nó rất là ghê đó quý vị. Bởi vì mình muốn làm nghe, mà mình tính 3-4 chuyện, mình sợ sệt, mình lo lắng, mình suy nghĩ như thế này thế nọ. Quá hỷ,
Làm biểu phước là mình quan hỷ mình làm. Còn khả năng của mình bao nhiêu mình chưa biết, nhưng điều mình cứ quan hỷ trước. Mình dẹp cái tâm bỏng sẻn của mình liền. Mà khi dẹp cái tâm bỏng sẻn đó, quả thật đó chính là buông bỏ. Dẹp cái tâm bỏng sẻn của chính mình đó chính là buông bỏ. Bây giờ bỏng sẻn tức là chấp thú. Mình bỏng sẻn, mình không dám bố thí, không dám cho ra, không dám cúng dường. Đó chính là cái tâm chấp thú. Mà thứ nhất khi chúng ta dẹp nó được thì chúng ta mới quan hỷ được. Và rồi cái thứ hai là khi mà chúng ta dẹp bỏ được cái tâm bỏng sẻn của mình, và mình hãy xem cái việc làm phước này là một việc phước của mình, cái điều này mình rất quan hệ để mình làm, và đó là một cái điều kiện thuận của chính mình. Chúng tôi nói mà thực tế trong cái đời sống, cái tâm tư của chính mình cho nên khi mà tu tập á, là phải thực hiện đúng với cái tâm của mình, thưa quý vị, nó mới tốt. Chúng tôi nói như vậy, quý vị biết nhiều khi á, kêu gọi cúng dường, quý vị có tin không? Mấy năm quân đệ chúng tôi không có tiền, nhưng điều mà phải cúng một số tiền lớn. Để chi? Khi cái tâm lúc đó mình quan hệ, mình cúng, mình báo như vậy, mà người ta tưởng là báo màu mè, không có, thật. Đối với các sư làm không có phải là báo màu mè, không phải là buôn bán đâu, mà cái này mình làm việc phước thật. Và khi vận động một người một ít, nhưng trước nhất mình là người kêu gọi, mình phải đi một cái lượng nhiều để người ta mới theo mình được. Cũng như mình góp gió thành bão, thì giờ mình tạo một cái gió lớn thì nó mới bão lớn được. Chứ còn mà cứ mình toàn là kêu không mà chính mình không làm, nó khó thành tựu. Một trong những cách mà khi chúng tôi vận động mà thường được nhiều. Tại sao các vị hỏi chúng tôi tại sao mình sẽ vận động được nhiều? Có một điều đó, tại vì chúng tôi cũng góp nhiều nữa, mà thật sự mình không có tiền. Nhưng điều mình góp, bữa nay mình có một, bây giờ mình cứ đưa một trước rồi từ lần mình góp, rồi nó cũng xong, cũng quan hỷ, cho nó chết rồi. Nói chứ bao nhiêu đây, không biết mình có hay không, mà mình nói chỗ này mình làm không nổi nha. Chúng ta chỉ khởi lên cái nghĩ đó là chúng ta giới liền, trao đảo liền, mà chúng ta cầm máy lên, rồi chúng tôi sẽ làm phước bao nhiêu đó. Rồi bây giờ tùy duyên quý vị, có thể là một cột gạch, một miếng cát, một miếng xi măng, một ký xi măng cũng được. Một lát cái chúng ta coi như là đôi 3 triệu đôi, nếu mà theo bên nước ngoài đôi 3 ngàn, rồi bây giờ một vài trăm không được thì một vài đồng chắc được chứ. Thì phổ cùng khắp cả hết, tự nhiên cái việc nó hoan hỷ. Chứ còn bây giờ mà chính chúng ta mà cứ khẩn là không bao giờ làm được hết, không bao giờ có chuyện hoan hỷ hết. Và tự nhiên khi chúng ta góp nhặt vô từng việc phước đó, thì tự nhiên cái tâm mình hoan hỷ. Và mình phải nhớ rằng mình tin nhân quả. Cái điều người mà người để có cái tâm hoan hỷ trước khi làm việc phước là người đó, đòi hỏi người đó phải có cái, phải có tin nhân quả. Nó quan trọng vô cùng. Nó quan trọng vô cùng. Cho nên điều đó, và cái này thưa cho Phan, tôi cũng không biết nó bao nhiêu nữa. Cho nên khi đó đó, cái tâm của mình nó vui, cái tâm mình nó quan hệ, tất cả mọi chuyện gì cũng quan hệ hết. Bây giờ quý vị thấy mình làm phước chưa? Có cần thiết chưa? Quá cần thiết để tâm của mình làm phước. Chứ bây giờ hỏi gì chứ? Để khi nào mà mình có tiền, khi nào mình có điều kiện mình mới làm. Không bao giờ làm được đâu. Có một số người hiểu biết Phật Pháp luôn nha, hồi xưa đó nghèo nghèo vậy chứ mà làm. Mà đến khi mà nó có cái khá chút xíu á, thì tự nhiên kính thưa quý vị, cái này thiệt luôn á, khởi lên cái tâm tức là thôi kệ để rồi mình mai mốt mình nhiều nữa mình cũng sẽ cúng dường mà cứ hẹn. Cái đó là cái gì? Do cái tâm họ lúc đó nó đổi thay rồi. Chứ không phải chúng ta đừng có nghĩ là mai mốt chúng ta giàu có rồi chúng ta làm cũng có. Mà ở đây cái tinh thần cũng cần như vậy.
cứ theo cái duyên chúng ta làm, được thuận duyên chúng ta làm, thì đó chính là từng giọt từng giọt, từng chút nó sẽ đông đầy, nó sẽ kết tụ. Rất là quan hỷ. Cho nên xin một lần nữa là một câu cuối cùng cũng gửi đến tất cả quý vị, chúng ta hãy nhớ, chúng ta được làm việc thiện, được làm việc phước như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung vụ, thuyết pháp, tính pháp, từ công đức hồi hướng, công đức cải chánh tri kiến, mà chúng ta làm được, có được là chúng ta có phước. Còn nếu như chúng ta không làm được như thế thì chúng ta không có phước, thiểu phước, kém duyên. Chính là cái câu kết của cái thời giảng của chúng tôi hôm nay. Xin kính chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, kính, nếu có điều gì sơ thất, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho kính dân phần phước lành để đến đây để thích cái đại thiên vương, các vị chư hộ trì chánh pháp, giúp cho các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như tất cả tư gia quý vị, mong tất cả quan hỷ phước lành, và mong tất cả chúng ta luôn luôn góp tạo những thiện sự này, và những thiện sự này sẽ là, mong sẽ là nhân, là duyên, phước báo ba la mật, để tất cả chúng ta được tràn đầy phước báo, thành tựu chánh trí giải thoát trong ngày sau. Và mong tất cả các vị thần chư chân linh, ký linh cũng như ở tại chùa, cũng như tất cả thân bằng quy thuộc của vị ân kiếm công đức. Nam mô Bụt Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Ha Giá. Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề.